Chào mừng các bạn đã đến với kênh Dương Vân Channel. Các bạn hãy nhấn nút đăng ký kênh để theo dõi những video mới tiếp theo nhé. Sửa đổi quy định mang vàng khi xuất nhập cảnh. Bộ Tài chính vừa ban hành thông tư 52/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung thông tư 120/2015/TT-BTC quy định mẫu, chế độ in, phát hành, quản lý và sử dụng tờ khai hải quan dùng cho người xuất cảnh, nhập cảnh có hiệu lực thi hành từ ngày 10 tháng 7. Theo đó, thông tư mới sửa đổi khoản 1 điều 4 thông tư 120 về việc người xuất cảnh, nhập cảnh phải khai tờ khai hải quan khi xuất cảnh, nhập cảnh nếu thuộc các đối tượng như sau: có hàng hóa phải nộp thuế, rượu từ 20 độ trở lên vượt trên 1,5 lít hoặc rượu dưới 20 độ vượt trên 2 lít hoặc đồ uống có cồn, bia vượt trên 3 lít, thuốc lá điếu vượt trên 200 điếu hoặc xì gà vượt trên 20 điếu hoặc thuốc lá sợi vượt trên 250 gram. Các vật phẩm khác có tổng trị giá trên 10 triệu đồng Việt Nam. Quy định hiện hành quy định rượu từ 22 độ, người xuất cảnh, nhập cảnh bằng hộ chiếu mang theo vàng trang sức, mỹ nghệ có tổng khối lượng từ 300 gram trở lên, người xuất cảnh, nhập cảnh bằng giấy thông hành biên giới, giấy thông hành nhập xuất cảnh, chứng minh thư biên giới đeo trên người vàng trang sức, mỹ nghệ phục vụ nhu cầu trang sức như các loại nhẫn, dây, vòng, hoa tai, kim, cài và các loại trang sức khác có tổng khối lượng từ 300 gram trở lên. Người nước ngoài được phép định cư ở Việt Nam khi nhập cảnh mang theo vàng nguyên liệu, vàng miếng, vàng trang sức mỹ nghệ có tổng khối lượng từ 300 gram trở lên. Người Việt Nam được phép định cư ở nước ngoài khi xuất cảnh mang theo vàng nguyên liệu, vàng miếng, vàng trang sức mỹ nghệ có tổng khối lượng vàng từ 300 gram trở lên. Quy định hiện hành chỉ quy định chung chung là mang theo vàng trang sức mỹ nghệ có trọng lượng từ 300 gram trở lên mà không phân chia các đối tượng cụ thể như quy định mới. Thông tư 52 lưu ý việc xác nhận trên tờ khai hải quan, trường hợp kiểm tra, đối chiếu thông tin của hàng hóa, hành lý không phù hợp với văn bản cho phép hoặc văn bản ghi kết quả kiểm tra và trường hợp người xuất cảnh, nhập cảnh không xuất trình văn bản cho phép hoặc văn bản ghi kết quả kiểm tra thì lực lượng chức năng yêu cầu người xuất cảnh, nhập cảnh gửi hàng hóa, hành lý đó vào kho của hải quan cửa khẩu và xử lý theo quy định hiện hành.